các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Đó, hiện tại là mình đang địa chỉ 221 Hà Tôn Quyền, phường 6, quận 11 các bạn. Bây giờ là 1 giờ hơn rồi các bạn. Mình đói bụng quá, giờ mình đi ra đây mình gặp có cái xe bún bò của chị Chính đó các bạn. Mình ghé đây mình làm, mình ăn xong sẵn mình làm video chia sẻ cho các bạn xem. Đó. Bún bò giò heo có bán mang về luôn nha các bạn. Đây. Hello chị Chính. Hả em chị? Đó, cái này là nạm nè các bạn. Đây. Đó, nguyên cái nồi nước lèo của bún bò luôn nè các bạn. Này, bên này thì mình thấy có nước chấm nè, sa tế, ớt xanh đồ đầy đủ nha các bạn. Đó, đây là nạm gân bò, rồi chả bò luôn các bạn. Còn dưới đấy là phanh giò heo. Mình mở ra bán thường vẫn 1 giờ như cũ hả chị? 12 giờ nha các bạn. Giờ này là hơn 1 giờ rồi. Hôm nay là bún bò, cái này bao nhiêu một tô ạ? À? Dạ 40k nha các bạn. Là đồng giá 40k. Ăn thêm, kêu thêm, tính tiền thêm. Dạ, tô bình thường là 30 nha các bạn, thấp nhất là 30. Đây, tô này là bao nhiêu ạ? 40k nè các bạn. Thập cẩm là 40. Tô này của ai vậy? Tô chị gái. Đây là con gái của chị Chính đó các bạn. Bé ba bữa nay không có phụ hả? Bé ba đó. Sao? Đó nè. Ủa sao nhìn không ra ta? Đây bé ba nè. Nhìn không ra, hôm nay hình như là lớn rồi. Mấy tháng không ra, gặp nay lớn nhìn không ra, đẹp trai nữa. Chị Chính là 7 ngày 7 món nha các bạn. Đây. Đó. Này mình bán tới mấy giờ nghỉ chị? À hết sớm nghỉ sớm ha. Dạ. Đó các bạn đến đây thì các bạn có thể qua đối diện ngồi ăn các bạn. Có nước mía luôn. Cắt tới luôn các bạn. Mấy cân nha, mấy cân nha. Con gái là lâu lâu mới phụ hay là ngày nào cũng phụ luôn hả chị? Ngày nào cũng phụ. Dạ. Hai tô này đủ không giò nè. Sắp rồi, sắp bỏ bả đi rồi. Sao vậy? Đi làm cái khác. Đi làm chỗ khác ai phụ mẹ? Ta được bao nhiêu mà con gỡ 42 ngàn? 5 tỷ. Bé? Dạ. Đi chỗ khác ai phụ mẹ? Có chị dâu ra phụ. À. Bình thường là chị dâu ra phụ đó. À. Do
nó sinh xong rồi chỉ trong cô nhà đó. Đây nè các bạn, siêu hấp dẫn kìa. Hết rồi. Rồi đầy đủ lấy móng quá. Đầy đủ lấy móng. Cho dao về. Rồi. Lát mình đi về con. Cho thêm rau không? Cho thơm có đầy đủ không anh ơi? Cái rau muống giá thì em trộn, còn có thơm bỏ sống ha. Giò tái đầy đủ, chừng là lấy giò nạc. Đầy đủ giò nạc hả? Ừ. Không giò phải không? Lấy cái thà bên kia là thịt tái đó các bạn. Ngày mình bán đâu có nhớ mình nổi bao nhiêu tô hả chị Trinh? Đâu có nhớ đâu. Dạ. Chú bán hết nồi thôi, chứ không nhớ. Chị biết là chiều về đếm tiền thôi ha. Ừ. Nghe tôi đủ con phải không? Các bạn thấy đó, chị bán liên khúc chiều mưa luôn các bạn. Mà từ lúc mở lúc 12 giờ kìa, lúc đó mới đông dữ. Mình tới trễ đó các bạn. Cái này gắn cái micro lên nói chuyện giống như hát karaoke á. Mà nghe à. À. Chị la lên phía trong có là làm. Còn hết. Ờ. Ủa chú đâu vô chú gái ngoài đường thấy gì ăn gì vậy? Em một tô đầy đủ đi. Có khoanh nạc không? Xương nạc cũng được. Ờ, bây giờ mình kêu một tô đầy đủ nha các bạn. Mình là kia mình ngồi mình chờ. Rồi ok các bạn. Đó, mình vừa kêu một tô bún bò đầy đủ luôn. Đây cho các bạn xem. Đây này, bên chồng mình thấy nè các bạn. Đó, nguyên một cục thanh giò heo nạc nha các bạn. Đó, bên này thì tái. Đó. Đây là chả nè các bạn. Còn đây là rau. Hôm nay bỗng dưng thèm bún bò các bạn. Rồi xong chẳng chạy đi ăn. Xong rồi làm video chia sẻ cho các bạn xem luôn. Đây. Còn đây là nước chấm đó các bạn. Chị Chính bán là 7 ngày 7 món nha các bạn. Mỗi ngày thì chị thay đổi cái món ăn khác nhau để cho mọi người đỡ bị ngán á. À, mình đã trải nghiệm hết rồi, mình ăn rồi ngon nên bây giờ mình quay lại mình ăn tiếp nha các bạn. Đây. Wow.
bún bò nóng ăn rất là vừa ăn luôn các bạn, rất là ngon. Địa chỉ là 221 Hà Tung Viện, phường 6, quận 11 nha các bạn. Này chả các bạn. Chưa nắng nắng, hấp một miếng không thả gì đâu các bạn. Đến đây ăn là ngồi mấy góc bên này nha các bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Rồi cảm ơn các bạn.